Chào tất cả các bạn. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phân môn luyện từ và câu. Trước khi bắt đầu tiết học, các bạn hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2 và một cây bút chì. Các bạn hãy ngồi thật ngay ngắn. Giờ học của chúng ta đã bắt đầu. Bây giờ, cô sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ của các em ở tiết học trước, đó là bài chủ ngữ trong câu kể ai là gì. Em hãy xác định chủ ngữ trong những câu kể ai là gì sau. A. Cô Bennett là nhà thiên văn học Ba Lan. B. Hoàng Diệu là người Quảng Nam. Các em hãy suy nghĩ và hoàn thành bài tập. Chúng ta đến với câu A, thì bộ phận chủ ngữ trong câu này chính là cô Bennett. Vậy, tại sao các em xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu này? Đúng rồi, đó là chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ai là nhà thiên văn học Ba Lan? Chúng ta qua câu B, thì bộ phận chủ ngữ của câu này chính là Hoàng Diệu. Cô đố các em, làm sao chúng ta xác định được chủ ngữ trong câu này? Giỏi quá! Đó là chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ai là người Quảng Nam? Như vậy, qua phần kiểm tra bài cũ, cô nhận thấy đa số các em nắm kiến thức rất là tốt. Cô có lời khen dành cho các em. Các em hãy tự thưởng cho mình bằng một tràng pháo tay nhé! Trong tiết học ngày hôm nay, các em sẽ được mở rộng và hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm dũng cảm, hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm này qua bài Mở rộng vốn từ dũng cảm. Chúng ta đến với bài tập đầu tiên. Tìm những từ ngữ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây: gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm. Ở bài tập này, yêu cầu chúng ta tìm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong những từ bài tập đã cho sẵn. Vậy, em hiểu từ cùng nghĩa là như thế nào? A. Từ cùng nghĩa có nghĩa là những từ có nghĩa gần giống nhau. Vậy, các em hiểu dũng cảm là như thế nào? Dũng cảm có nghĩa là có dũng khí, dám đương đầu với những khó khăn và nguy hiểm. Bây giờ, các em hãy thực hiện bài tập nhé!
Các em hãy đối chiếu với trên màn hình của cô. Những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm đó là gan dạ. Gan dạ nghĩa là có tinh thần không lùi bước trước nguy hiểm. Đây là hình ảnh chị Võ Thị Sáu rất gan dạ khi đứng trước mặt kẻ thù. Tiếp theo là từ anh hùng, anh dũng. Anh dũng nghĩa là dũng cảm quên mình. Can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, quả cảm. Quả cảm nghĩa là có quyết tâm và dũng khí, dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần phải làm. Các em đã tìm được những từ giống cô hay không? Nếu giống, cô có lời khen dành cho các em. Còn bạn nào chúng ta tìm chưa chính xác thì các em hãy quan sát trên màn hình và sửa lại cho đúng nhé. Và các em hãy đọc lại những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm nào. Như vậy, qua bài tập này, các em đã tìm được những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm. Và tùy theo hoàn cảnh cũng như là nội dung, các em sẽ lựa chọn từ cho phù hợp nhé. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng làm bài tập số 2. Bài tập 2, tìm từ ở cột A phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B. Ở bài tập này, yêu cầu chúng ta tìm từ ở cột A, đó là từ gan dạ, gan góc, gan lì, sao cho phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B. Cô có gợi ý, để làm bài tập này, các em có thể tra từ điển để tìm nghĩa cho chính xác hơn. Các em hãy thực hiện bài tập nào. Bây giờ, các em hãy quan sát trên màn hình nhé. Gan dạ có nghĩa là không sợ nguy hiểm. Và đây là hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi đã rất gan dạ khi bị giặc bắt. Trước những đòn tra tấn dã man của kẻ địch, nhưng anh vẫn giữ tấm lòng thủy chung với tổ quốc, đã ngẩng cao đầu vạch mặt tội ác của kẻ thù. Tiếp theo, gan góc có nghĩa là chống chọi kiên cường không lùi bước. Ở từ này, làm chúng ta liên tưởng tới hình ảnh các anh bộ đội ngày xưa kiên cường chống lại kẻ thù, những khó khăn không làm các anh lùi bước. Và cuối cùng, đó chính là gan lì, nghĩa là gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì. Bây giờ, các em hãy đọc lại các từ cho cô nào. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Qua bài tập này, các em cũng đã hiểu rõ hơn về nghĩa của những từ là gan dạ, gan góc và gan lì. Và cô trò chúng ta cùng làm tiếp bài tập số 3 nhé. Cô trò chúng ta cùng làm tiếp bài tập số 3. Bài tập 3, tìm từ ngữ trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống ở đoạn văn sau. Các em hãy đọc thầm đoạn văn cho cô nào.
vậy, ở bài tập này, yêu cầu chúng ta tìm những từ ngữ trong ngoặc đơn, đó là những từ can đảm, người liên lạc, hiểm nghèo, tấm gương, mặt trận để điền vào mỗi chỗ trống sao cho thích hợp ở đoạn văn. Bây giờ, các em hãy hoàn thành bài tập. Và đây là đoạn văn đã được điền hoàn chỉnh. Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất can đảm. Tuy không chiến đấu ở mặt trận, nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức hiểm nghèo. Anh đã hy sinh, nhưng tấm gương sáng của anh vẫn còn mãi mãi. Các bạn có điền được những từ giống cô hay không? Nếu giống, cô có lời khen dành cho các bạn. Còn bạn nào chúng ta điền chưa chính xác thì các bạn hãy xem trên màn hình, sau đó sửa lại cho đúng nhé. Bây giờ, các bạn hãy đọc lại đoạn văn cho cô nào. Các em biết không, anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1928, là người dân tộc Nùng, quê ở tỉnh Cao Bằng. Anh sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi của chiến khu cách mạng. Kim Đồng đã hy sinh khi vừa tròn 15 tuổi, vào rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1943. Sự hy sinh của anh đã để lại tấm gương sáng chói cho các thế hệ thanh thiếu niên và mọi người trong đất nước noi theo. Và lúc hy sinh, anh chính là đội trưởng đội nhi đồng cứu quốc, và đó cũng chính là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của chúng ta ngày nay. Và có một bài hát về anh Kim Đồng rất hay, sau đây cô mời các em cùng lắng nghe nhé. Cầm bao lũ thơm tàn phá đi, dân bước ra đi tìm đồng lên chiến phủ. Tìm đồng quê hương Việt Bắc ra mù, tìm đồng quê cha rửa mỗi cuộc mù. Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta cô nói. Bài tập 4, tìm những từ cùng nghĩa và những từ cầm bao lũ thơm tàn phá đi, dân bước ra đi tìm đồng lên chiến khu. Tìm đồng quê hương Việt Bắc xa mù, tìm đồng quê cha rửa mỗi cuộc mù. Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta cô nói. Bao cô đã tìm được từ cùng nghĩa với
tàn phá sinh. Dân tôi ra đi tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hình viên bác sang thủ, tìm đồng quê cha từ mỗi cô thủ. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh ra rồi, đi anh ra rồi, thương anh sang người, thương anh sang người, đời ta vui nói bao phen ra trong trầm thương. Dân lâu ta muốn chung xung phong cho thương anh người chiến sĩ đang 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 anh vẫn đi, anh luôn luôn trên trên tay anh đi theo cò quanh sân lâm, anh sông pha trong khắp trốn đi tìm học sinh có cần rèn luyện đức tin đồng tên anh buôn thuốc không mờ, tin đồng tên anh đừng lấy trên khu. Gần cầm bao lũ tham tàn phá sinh, tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hương Việt Bắc xa mù, tìm đồng quê cha từ mỗi cuộc thù. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta cô nói bao phen xa không trăm rừng. Đúng xa rồi, người ta muốn chung xung phong cho thương anh người kẻ đang 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 anh vẫn đi, anh luôn luôn trên trên tay anh đi theo cò quân sâm lâm, anh sông pha trong khắp trốn đi tìm chìm. Vậy là chúng ta đã phải tìm đồng tên anh buôn thuốc không mờ, và để đạt được câu tìm đồng tên anh đừng lấy trên khu, chúng ta vừa tìm được thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện bài tập như thế nào. Bài tập 5, đặt câu với một trong cầm bao lũ tham tàn phá sinh, tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hương Việt Bắc xa mù, tìm đồng quê cha từ mỗi cuộc thù. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta cô nói bao phen xa không trăm rừng. Dân lòng vì ta luôn chung xung phong cho thương anh người. Đang 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 anh vẫn đi, anh luôn luôn trên trên tay anh đi theo cò quân sâm lâm, anh sông pha trong khắp trốn đi tìm chìm trong nhân dân. Tìm đồng tên anh buôn thuốc không mờ, tìm đồng tên anh đừng lấy trên khu. Gần cầm bao lũ tham tàn phá sinh, tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hương Việt Bắc xa mù, tìm đồng quê cha từ mỗi cô thù. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta vui nói bao phen xa không trăm rừng. Dân lòng vì ta luôn chung đang 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 anh vẫn đi, anh luôn luôn trên trên tay anh đi theo cò quân sâm lâm, anh sông pha trong khắp trốn đi tìm chìm trong nhân dân. Tìm đồng tên anh buôn thuốc không mờ, tìm đồng tên anh đừng lấy trên khu. Gần cầm bao lũ tham tàn phá sinh, tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hương Việt Bắc xa mù, tìm đồng quê cha từ mỗi cuộc thù. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta cô nói bao phen xa không trăm rừng. Dân lòng vì ta luôn chung xung phong cho thương anh người. Anh vẫn đi, anh luôn luôn trên trên tay anh đi theo cò quân sâm lâm, anh sông pha trong khắp trốn đi tìm
thuyền cầm bao lũ tham tàn phá di, dân tốt ra đi tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hương Việt mang ra mù, tìm đồng quê cha từ mỗi quốc mù. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh xa rồi, đi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đời ta cô nói bao. Thuyền cầm bao lũ tham tàn phá di, dân tốt ra đi tìm đồng lên chiến khu, tìm đồng quê hương Việt mang ra mù, tìm đồng quê cha từ mỗi quốc mù. Anh tìm đồng ơi, anh tìm đồng ơi, đi anh ta rồi.